mình tự thử, tự test lên hai vạch xong cầm cây tự cười thầm trong bụng. Giống như đang mơ là mờ vắt nhắm mắt mở cái gì? Vắt nhắm mắt mở cái gì? Chưa có kịp đo độ mờ da gáy là phát hiện bé đã bị dị tật như thế. Thấy người ta mẹ ôm con, thế mình cũng thấy tủi thân vì không có con. Cái lúc mà mổ tách hai bé ra là chị coi từng giờ từng phút, khi mà tách ra được hai con ra mình mừng giống như là con mình nó vừa thoát ra được một cái kiếp nạn. Xin chào mọi người đến với chương trình Tâm Tình Điểm Sữa. Chương trình được phát sóng vào lúc 21 giờ 15 phút trên kênh HTV9 vào thứ tư hàng tuần. Và hôm nay Lan rất là vui, rất là hào hứng để được gặp lại đó chính là tiến sĩ tâm lý Tô Nha. Yeah, high five. Yeah. Xin chào tất cả mọi người, đây là số phát sóng đầu tiên mà chúng tôi được ghi hình tại phim trường. Và thương nhớ đã quá nhiều, háo hức cũng đã quá nhiều. Và chắc chắn một điều rằng là nhân vật rất là đặc biệt mà chúng ta mời đến phim trường trong cái số đầu tiên sau khi mà chúng ta đi qua những cái đỉnh dịch rất là nguy hiểm thì chắc chắn cũng phải là một nhân vật rất là đặc biệt. Và dĩ nhiên là không để mất thời gian của quý vị, cho nên là ngay bây giờ Lan sẽ mời khách mời bước vào trong cái gian bếp này để mà cho quý vị gặp mặt. Xin mời khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Đây là một nhân vật mà Lan nghĩ nếu như thời gian vừa qua các bạn có quan tâm về một cái sự kiện về ngành y khoa rất là lớn ở Việt Nam thì có lẽ là các bạn sẽ biết rất rõ về cô gái này, về người mẹ này. Thôi bây giờ Lan sẽ để cho bạn ấy sẽ tự giới thiệu bản thân của mình cho quý vị khán giả nghe nha. Dạ, chào chị Ngọc Lan, chào chị Tô Nha. Em là Trần Thị Hồng Thúy, là mẹ của hai bé Song Nhi, Trúc Nhi và Diệu Nhi. Rất vui là hôm nay khi được mời đến tham gia chương trình Chat với Mẹ Bỉm Sữa. Chị nắm tay em cái đi. Lý do là bạn ấy có vẻ hơi căng thẳng hả? Hơi căng thẳng. Nhưng mà chị tin vậy nè, với cái trải nghiệm mà khán giả đã biết về em, biết về hai bé, thì chị nghĩ rằng là chắc mọi sự căng thẳng nếu có nó cũng không thể nào gọi là nhầm nhò gì với người mẹ như thế này. Và thưa quý vị, Song Nhi là một cặp sinh đôi mà vừa qua đã có một cái cuộc phẫu thuật được cái sự quan tâm của tất cả mọi người. Và chị tin là em cũng sẽ có rất nhiều gạch đầu dòng để kể với mọi người và câu chuyện nó sẽ dài đấy thưa mọi người. Cho nên là thôi, khách đến nhà không trà thì nước. À đúng, quên. À không trà thì bánh nữa, tôi quên quên nữa mọi người. Em mời chị. Nhờ chị cảm ơn em. Nhờ chị cảm ơn em. Dạ. Thôi bây giờ chúng ta bắt đầu với việc là lần đầu tiên mình biết tin mang thai như thế nào. Dạ thì hai vợ chồng em lấy nhau được gần một năm. Lúc đó là ông bà nội ngoại là cũng mong có cháu rồi, cho nên là hai vợ chồng quyết định là thả luôn để có em bé. Thả cũng hơi lâu. Là bao lâu? Dạ chắc mấy tháng á chị. Dạ. Cái tin mà em mang thai là em phải thử que tới 3-4 lần. Lần đầu thử không có, vẫn một vạch. Xong lần thứ hai thử vẫn một vạch. Nhưng mà mình con gái, cái chu kỳ của mình á, nó tới ngày rồi mà nó vẫn chưa đến. Khoảng chừng một tuần hay 10 ngày em không nhớ rõ, nhưng em test lại thì hai vạch. Lúc đó là rất là mừng. Cái bối cảnh test đi, ngày hôm đó là mình đã thử đến cái que thứ mấy rồi hay là vẫn là cái que đầu tiên? Ngày hôm đó chắc em phải thử đến cái que thứ tư rồi chị. Một buổi sáng đẹp trời vậy là em ngủ dậy, ông xã em vẫn còn đang ngủ. Em ngủ dậy xong bắt đầu một mình lọ mọ đi vô trong nhà vệ sinh, mình tự thử, tự test. Chờ một xíu lên hai vạch xong cầm cây tự cười thầm trong bụng. Sau rồi bắt đầu đi ra, bắt đầu mới gọi đập ông xã dậy, mới khoe cái cây đó. Thì giống như là mới ngủ dậy á chị. Giống như đang mơ là mờ vắt nhắm mắt mở cái gì? Vắt nhắm mắt mở cái gì? Chưa lát kịp nữa hả? Yeah. Tức là anh vẫn chưa biết cái món đó là món gì luôn. Sau đó là biết là mình mang thai rồi. Rồi bắt đầu hai vợ chồng mới lạch đạch đèo nhau đi đến bệnh viện để kiểm tra. Khi mà em kiểm tra thì lần đầu đó là thai được 6 tuần chị. Và mọi cái chỉ số ở cái lần đầu tiên mà bác sĩ khám cho mình thì nó là rất là bình thường. Dạ đúng rồi chị. Lần đầu em đi khám là 6 tuần thì bác sĩ kết luận là một tim thai. 2 tuần sau là tới tuần thứ 8 mà em đi khám lại á, thì lúc đó bác sĩ mới báo lại là sinh đôi hai bé, là hai tim thai. Thì lúc đó là
vui lắm. Nhưng mà ông xã thì ở ngoài, em thì ở trong. Bác sĩ báo vậy là em chỉ kịp tiệm tiệm cười thôi. Một cái cảm xúc rất là vừa vặn. Lúc đó là giống như là niềm vui nhân đôi lên đó chị. Vì khi đó là kết quả siêu âm là vẫn là bình thường. Hai bé vẫn phát triển bình thường, hai tim thai ổn định. Hai vợ chồng vui vẻ đi về khoe. Khoe chính thức. Khoe chính thức. Xong khi mà em bé mà phát hiện ra dị tật đó là lúc đó là được 12 tuần. 12 tuần thường là các mẹ đi đo độ mờ da gáy cho bé. Đúng rồi. Thì em đi đến bệnh viện để em đo cái đó. Mà làm thủ tục xong hết, lên siêu âm thì chưa có kịp đo độ mờ da gáy là phát hiện bé đã bị dị tật như thế. Cái thông tin tại cái lúc đó mà bác sĩ nói với mình về cái tình trạng dị tật của con thì bác sĩ thông báo cái nội dung gì em nhớ không? Bác sĩ mới thông báo em là bé bị dính nhau vùng bụng chậu, nhưng mà được cái là tứ chi đầy đủ. Ra cái nhận kết quả như vậy thì giống như là mình bị đứng hình đó chị. Bác sĩ mới nói là em bé để càng lớn thì nó sẽ càng nguy hiểm đến mẹ rồi đến ảnh hưởng nữa. Dạ. Cho nên là bác sĩ nói là đình chỉ thai. Thì lúc đó là mình chưa có định hướng được là như thế nào, là giữ hay bỏ hay là sao ấy, mình giống như là loát chưa kịp vậy đó chị. Hai vợ chồng cứ ngồi suy nghĩ một lúc thì em mới nói bác sĩ là em muốn đi về, em suy nghĩ lại rồi em muốn hỏi ý kiến gia đình nên giữ hay không. Về nhà là nằm khóc sướt mướt. Thế thì khi mà tụi em về nhà, tụi em đối diện với gia đình như thế nào, cha mẹ hai bên? Lúc đó là hai vợ chồng em đang ở trọ. Biết tin thì em báo về cho mẹ em là bên ngoài biết trước. Rồi em mới hỏi ý kiến mẹ. Mẹ cũng khuyên là mình nên giữ đi. Còn bên nhà nội thì mà lúc đó là mẹ chồng em mắc chứng mất ngủ. Em không có dám cho biết, sợ là mẹ lo. Khi mà thai được 5-6 tháng, lúc đó em mới báo cho ba chồng em, là âm thầm nói với ba thôi. Điều gì, cái động lực nào để cho em có một cái quyết định là em giữ các con ở lại với mình? Khi mà biết tin á, em về em cũng có lên mạng, em tìm một số thông tin là các cặp sinh đôi mà dính nhau như vậy đó, thì em thấy có rất là nhiều cặp mặc dù người ta không tách ra, người ta vẫn sống được, người ta vẫn tự có khả năng người ta nuôi sống bản thân. Thì lúc đó là trong đầu em là suy nghĩ theo cái hướng tích cực như vậy. Ông xã em thì như thế nào? Ông xã em thì lúc nào cũng ủng hộ em hết. Em quyết định như thế nào là ông xã cũng đồng tình. Hai đứa trẻ mà đặc biệt như thế thì chắc chắn là cái quá trình mà để em nuôi dưỡng hai đứa con của mình ở trong bụng nó cũng sẽ rất là khó khăn. Cực kỳ là vất vả luôn chị. Tại vì hai bé là rất là yếu. Khi mà em biết được cái kết quả siêu âm như vậy thì em mới đến một cái bệnh viện là bệnh viện Hùng Vương. Là được một chị đồng nghiệp tư vấn cho em đến đó. Là bắt đầu em theo dõi từ đó. Là đến đó là bác sĩ siêu âm là hai bé là giống như là bị vừa bị dính mà vừa bị mắc cái hội chứng là truyền máu song thai á. Là lúc đó bao nhiêu tuần thai rồi em? 14 tuần. Lần đầu tiên mà em đi khám bị dính á thì mình cũng muốn có một cái hy vọng mới. Cho nên là em giấu luôn cái giấy siêu âm đó đi. Là em đến cái bệnh viện đó là giống như em siêu âm lại từ đầu. Để coi là có một cái kỳ tích nào đó xảy ra hay không, đúng không? Dạ, đúng rồi. Nhưng mà siêu âm thì kết quả vẫn là như vậy. Từ đó là em nói bác sĩ là em muốn giữ lại con. Thì bác sĩ mới có định hướng cho em là những cái vấn đề giống như là chăm sóc bé như thế nào á. Là em theo bác sĩ cho tới cứ khoảng một tuần em đi khám một tuần khám một lần, có khi thì 2 tuần. Có nghĩa là cái mật độ mà đi kiểm tra thai của mình nó sẽ phải nhiều hơn rất nhiều. Dạ. So với những bà mẹ khác. Dạ đúng rồi chị. Thực sự là em không có nhớ là đến tuần bao nhiêu, nhưng mà đến một cái lần em đi khám thì bác sĩ nói là hai bé bị truyền máu song thai. Có nghĩa là một bé nhận máu từ mẹ, xong rồi rút máu từ bạn kia nữa. Cái bạn này thì đầy đủ chất dinh dưỡng, bạn kia bị rút máu cho nên là bị suy dinh dưỡng. Bác sĩ cũng có hội chẩn cho em với các bác sĩ nhi đồng, bên nhi đồng á. Bác sĩ mới nói là bây giờ là cố gắng nuôi cho bé được tới 28 tuần thai thì lúc đó mới đưa bé ra ngoài để mà mình can thiệp trực tiếp vô được.
chỉ còn một cái hy vọng tí xíu vậy thôi đó chị. Chứ không, em cũng không nghĩ là hai con em nó lại mạnh mẽ đến như vậy. Tại vì khi mà đến cái lúc mà mổ con ra, đưa con ra là bé được tới 33 tuần là là vượt qua cái mốc mà bác sĩ yêu cầu 28 tuần. Cho tới lúc mà sanh con nó mỗi ngày nó tốt hơn hay là nó có cái đợt nào mà nó chỉ số nó xấu đi, hay là cái tin từ bác sĩ nó làm chấn động thêm lần nào nữa không? Em rất là chật vật với hai đứa con của em. Mỗi lần đi khám là nhận được một tin xấu, mỗi lần đi khám là nhận một tin xấu. Suy dinh dưỡng. Cái thứ hai là bạn mà nhận máu đi nhiều quá thì bạn bị hở van tim. Cứ mỗi lần đi khám thì cái hở van tim nó lại to hơn. Và đến cái lần mà giống như mấy cái tuần cuối á, để chuẩn bị cho con ra ngoài thì khám là tim con là hở van tim giống như là hết cỡ luôn á. Cái ngày gần mổ đưa con ra là tim thai con rất là yếu rồi. Trước lúc mà đưa con ra ngoài là em lên bệnh viện, nhập viện ở trên đó 3 tuần. Là em để theo dõi 3 tuần á. Ở đó thật tình là 3 tháng mà em cứ nghĩ như 3 năm á chị ơi, nó rất là lâu. Ủa 3 tuần chứ? À, 3 tuần, ờ. 3 tuần. Mà như 3 năm? Như 3 năm vậy, nó rất là lâu luôn. Cái tin mà em bác sĩ báo với em là em chuẩn bị mổ là em cũng bất ngờ luôn. Tại vì cái ngày hôm đó là em nhớ là ngày hôm thứ tư thì em mới xuống dưới siêu âm hội chẩn với các bác sĩ bên nhi đồng nữa. Là lúc đó là bác sĩ báo với em là 2 tuần nữa thì mới mổ để đưa bé ra ngoài, mới can thiệp. Yên trí trong lòng đinh ninh như vậy, đi lên trên lầu. Sáng hôm sau vô, bác sĩ vô khám. Tối nay 10 giờ em nhìn anh, nhưng sáng mai mổ. Ôi là trời. Trước khi mổ là phải siêu âm xác định vị trí. Khi mà vô cái phòng mổ thật sự là rung. Em rất là rung luôn, chân tay em lạnh ngắt, em rung. Mà đâu có được người nhà đi theo đâu, chỉ không có ai luôn. Em mới hỏi bác sĩ là bác sĩ hơi gây tê hay gây mê. Thì trước lúc đó bác sĩ cũng có nói em là gây tê, nhưng mà có thể là do cái cảm xúc của em lúc đó. Cho nên là bác sĩ gây mê cho em luôn. Khi mà em tỉnh lại là xong hết rồi. Là bé đã đưa ra ngoài, là đã đem đi qua bên nhi đồng luôn. Nhưng mà lúc đó em không biết, em còn mê. Thì em mới mở mắt ra thấy có chị điều dưỡng đứng kế bên. Em mới hỏi, ôi chị ơi, con em đâu rồi, em nhìn con em được không? Em hỏi được có một câu như vậy thôi, cái em lại nằm em ngủ tiếp. Cảm xúc lúc đó là sao? Tủi thân lắm chị, tại vì khi mà em nằm ở đó là các mẹ là người ta cho con da kề da. Cái diễn biến mà con chào đời chắc chắn là con sẽ đi qua nhi đồng, cái đó là mình đã biết ngay từ đầu. Nhưng mà mình vẫn mong chờ rằng là chỉ ít thì trước khi con đi mẹ cũng phải được chạm con. Thực sự là trước lúc đó em có hỏi bác sĩ là bác sĩ ơi, khi mà đưa con ra là em có thể nhìn con em được không? Thì bác sĩ nói là tùy vào cái tình hình lúc đó, nếu mà bé khỏe thì có thể là nhìn được con, nhưng mà khi mà em mổ thì em lại gây mê, cho nên là em cũng không biết gì hết. Khi tỉnh dậy là tất cả đã xong rồi. Nằm ở đó là thấy người ta mẹ ôm con, cái mình cũng thấy tủi thân vì không có con. Khi mà chúng ta biết rằng hôm nay chúng ta gặp mẹ của Song Nhi á, chúng ta đã biết quá nhiều những cái chuyện nó lớn đối với hai con. Nhưng mà đôi khi mà mình được chạm vào cái hành trình của bạn đó, mình bị chấn động bởi những cái chi tiết rất là nhỏ. Nhưng mà đôi khi cái hạnh phúc của cái việc làm mẹ nó chỉ đơn giản đó là được nhìn thấy con. Mình mở mắt ra và mình biết là mình đang ở bên cạnh con mình, không chạm cũng được. Thế rồi em chịu đựng cái cảm giác một mình đó đến bao lâu thì em mới được nhìn thấy con em? Một tuần chị. Là một tuần không, mình không được thấy hình ảnh của con luôn. Tức là không có ai chụp hình rồi gửi cho mình coi là con mình nó như thế nào thế nào. Cái hình ảnh thì là em có lên mạng em xem. Tại vì trước lúc mổ là bác sĩ cũng có xin ý kiến là lấy hình ảnh con để phục vụ cho y khoa. Thì em khi mà em tỉnh dậy á là không ai chụp hết. Nhưng mà em suy nghĩ là bác sĩ có nói như thế, em lên mạng em mới tìm. Thì lúc đó mở ra em mới thấy hình hài con như thế nào. Lúc đó cảm giác sao? Thật tình là em không biết nói như thế nào luôn. Nhưng mà thấy con là sinh ra mà
trên người là gắn ống dây, ống thở rất là nhiều. Mình rất là sót. Thực ra cái chi tiết này nó làm tôi cảm thấy rất là khó chịu luôn á. Tại vì em hiểu không, em, mình, đó là con của mình mà. Đó là con của mình mà, tại sao những cái tháng ngày đầu tiên mà con ra đời, mình hoặc chí ít là người nhà là những cái người đầu tiên được tiếp cận với hình ảnh của con, tại sao không phải là mình, mà mình phải biết về hình ảnh của con thông qua những cái hình ảnh đại chúng như vậy. Ai ở bên cạnh em những lúc đó? Bởi vì rõ ràng là theo em mô tả thì cũng khá là đơn chứ. Khi mà đưa con qua nhi đồng á, là ông xã em với lại mẹ em là hai người đưa qua bên đó. Khi mà ổn định rồi thì ông xã em mới quay ngược lại bệnh viện để đón em. Thì lúc đó là ông bà nội là ba má chồng em á, là cũng đứng đó chờ. Khi ra là vô phòng nhận bệnh xong á, thì ba má chồng em về là còn lại ông xã em ở đó. Là hai vợ chồng tự chăm sóc nhau. Trước khi về em xét nghiệm máu á, là có dấu hiệu nhiễm trùng. Là em? Là em, đúng rồi. Cho nên là em phải ở lại thêm. Ở lại thêm là cho nên là 7 ngày sau em mới được qua bên con. Thì sau những cái ngày đó là em truyền kháng sinh. Truyền kháng sinh mà đến nỗi mà em sợ kim tim luôn. Còn có 2 ngày nữa thôi. Bác sĩ nói 2 ngày nữa kiểm tra, nếu mà chỉ số máu ok thì cho em được về. 2 ngày đó lấy cái kim chuồn chuồn trên tay em nè. Em nói là không có ai được đụng đến gần em hết. Em bảo vệ nó còn hơn là bảo vệ con em nữa. Vì nó đau. Dạ, nó đau. Với lại nếu mà nó mà bị hư là em phải lấy lấy cái khác nữa. Lùi lại. Tới cái ngày em được về, bác sĩ thông báo được về. Nhưng mà trước lúc về là em vẫn còn phải truyền kháng sinh một chai nữa em mới được về. Là ngồi đó chờ, ngồi nhìn cái giọt kháng sinh nó nhỏ từng giọt xuống. Em mong cho nó xong đi là em sẽ được về em thấy mặt con. Dạ đúng rồi, em được thấy mặt con luôn. Là lúc đó là giống như mình hồi hộp hớn hở đi vô nhìn thấy con nè. Em đứng em nhìn như là trời trồng vậy đó. Không khóc, không cười. Tại vì bé là lúc đó nó dây rợ kín hết người luôn. Mãi lâu lâu cái bé nhích. Lúc đó mới thấy vui. Khi mà xuất viện về là em ở luôn ở bên đó để mà lấy sữa, vắt sữa ra cho con. Tầm khoảng bao lâu thì cơ thể của em hồi phục để cái việc đi lại nó trở nên linh hoạt hơn? Hơn một tháng trời là em bắt đầu mới tự ngồi dậy được. Vậy thì chồng em sẽ phải cùng một lúc quán xuyến ở cả hai bên để chăm sóc cho cả hai đầu như vậy? Dạ đúng rồi. Thì khi mà con em mà qua bên nhi đồng á, là mẹ em là bà ngoại của bé là sẽ ở bên đó trực. Là chồng em ở bên đây coi em, nhưng mà ông xã em vẫn chạy qua chạy lại. Trời ơi, rồi bao lâu thì hai mẹ con mới chính thức được về nhà? Về nhà là giống như cái lúc đó là giống như cái điều xa xỉ vậy đó chị. Em nằm ở bệnh viện đó là bác sĩ cũng có hướng là sẽ tách con luôn rồi mới về. Nhưng mà khi mà bác sĩ theo dõi, bác sĩ nói là hai bé được 10kg thì mới đủ cái tiêu chuẩn để mà tách ra. Mãi cũng được 10kg, tại vì lúc sinh ra là hai con được 3,2kg đó. Là mỗi bé được có 1kg mấy thôi. Nuôi hoài, mãi sau lên được 10kg. Trong bao lâu? 9 tháng, gần 1 năm trời. Dạ, 9 tháng. Thì xong xuôi, bác sĩ chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Có lịch phẫu thuật cho con luôn là đầu năm. Nhưng mà lúc đó là bắt đầu dịch Covid ập tới. Là lại đình lại cái cuộc phẫu thuật đó. Là bác sĩ, em mới xin bác sĩ là thôi giờ bác sĩ ơi cho em đi về đi. Lúc đó bác sĩ nói là ở lại thêm 1-2 tuần nữa để theo dõi. Rồi bắt đầu xem xét sẽ cho về. Thì ở lại thêm 2 tuần nữa là bác sĩ chính thức là cho em về. Trời ơi, từ khi mà em nhập viện cho tới lúc đó là gần 1 năm trời em không có được ra khỏi cái chỗ đó luôn á. Tới ngày về nó mừng giống như mấy nít mà mẹ đi chợ về chạy ra nó mừng tưng tưng vậy đó. Cái lúc mà mổ tách hai bé ra là chị coi từng giờ từng phút khi mà tách ra được hai con ra. Chị và em là không biết nhau. Nhưng mà cái cảm giác của mình lúc đó mà mình mừng giống như là con mình nó vừa thoát ra được một cái kiếp nạn. Phải nói đây là một cái hành trình mà chúng ta cần phải được lắng nghe. Thật ra thì hai em bé chiến binh này, chị tin rằng là khi lớn lên các con sẽ tự hào về hành trình mà các con đã trải qua và các con đã chiến đấu để tồn tại.
cho nên là các con sẽ rất là tự hào. Bây giờ thôi mình quay trở lại với cái câu chuyện mẹ bỉm đi. Chị quan tâm cái đoạn này nè, chị quan tâm cái đoạn là sau cái niềm vui rỡ ràng của cái việc gần một năm mới về nhà đó, thì đồng nghĩa với việc mình về mình tự chăm. Trong khi một năm trước đó, nói gì thì nói cũng sẽ có cả một cái ekip theo dõi. Thế thì bây giờ về nhà, nhà mình, mẹ đây, con đây, chồng đây, thì cái việc chăm hai bạn ấy nó khác và nó đặc biệt như thế nào? Mới đầu là hai vợ chồng em cũng bỡ ngỡ đó chị. Tại vì khi chăm con là từ lúc nó còn bé là nó dính, mình đã quen cái kiểu chăm như vậy rồi. Khi tách ra và được về nhà chăm thì thấy nó cũng kỳ kỳ, cũng kỳ kỳ. Có khoan khoan, có nghĩa khoan có hai đợt. Cái gì cũng phải có cái chuyện vui chứ. Nhưng mà khoan cho chị hỏi, tức là lúc mà hai con chưa có phẫu thuật á là mình vẫn là cái người trực tiếp chăm. Dạ. Khi mà ở bệnh viện á, sau một tháng, chính xác là 1 tháng 10 ngày, là con không nằm ở cái khoa hồi sức sơ sinh nữa, là bác sĩ đã trả về cho mẹ. Là từ đó là mình tự chăm. Khi mà tắm cho con á là bế, là lúc bế là em còn sợ chưa dám bế đâu, nhưng mà mấy ngày sau em mới bế bé, tự suy nghĩ là bây giờ tắm làm sao. Thì một bé là em đặt lên cái đùi em, ngồi ghế em đặt lên cái đùi em, là có con em nhỏ của em á là nó phục giữ, còn một bé còn lại là em ngửa đầu ra em tắm. Dạ, xong rồi là bắt đầu lấy cái khăn quấn bạn nó lại rồi bắt đầu xoay lại tắm cho bạn này. Tức là chị xem hình ảnh của hai bé khi mà chưa có tách ra, hai con vui lắm, khỏe mạnh, vui và thậm chí đùa giỡn nữa. Khi mà em quyết định mà là tách hai bé ra đó, trong một cái cuộc đại phẫu thuật như vậy nó cũng rất là nguy hiểm đến tính mạng của các con. Cái này là chị hỏi vì chị đang không hiểu là tâm lý của em lúc đó là có bao giờ em bị sợ tách ra thì một trong hai đứa nó có vấn đề và em quyết định là em giữ hai bé vậy luôn không? Có đó chị. Vậy hả? Dạ. Trước lúc mà phẫu thuật con, đại phẫu thuật của con 1 tuần á, nằm tự nhiên nhìn hai con chơi nó cười rất là bình thường. Khi đó nó cũng không có suy nghĩ được như mình, thì nó vô tư lắm. Cứ anh chị đứng lên thì em nằm, rồi hai chị em kéo giấy xé rồi kia chơi rất là vui. Em mới ngồi em nói với ông xã em là chứ thôi hay bây giờ để nó dậy đi rồi đưa nó về đi, đừng có phẫu thuật nữa. Tại vì trong đầu em lúc đó cũng có suy nghĩ là cả một năm trời gắn bó, mình cũng có cái tình thương mình nhiều rồi, quen nó như vậy rồi. Đúng rồi, bây giờ lỡ mà có vấn đề gì thì không biết làm sao. Nhưng rồi hai đứa cũng tự động viên nhau là thôi giờ cố gắng đi, mình đã đi đến đây rồi. Đặt cái niềm tin cho bác sĩ luôn, tin tưởng bác sĩ là hai con sẽ khỏe mạnh. Hai con phẫu thuật xong rồi cái hậu chăm sóc vết thương của con, hai con là khi mà tách xong rồi đẩy ra khỏi cái phòng phẫu thuật đó, đưa về cái phòng hồi sức á, thì tình trạng hai con rất là ổn định. Có một bé khi mà chuẩn bị đẩy ra khỏi cái phòng mổ bỗng dưng tỉnh lại, nên là các bác sĩ rất là sợ. Tại vì người con là không được tỉnh, tỉnh dậy là giống như là bị sốc á chị. Là bác sĩ phải gây mê liền cho con ngay lúc đó. Cũng may mắn là con không đáp ứng được, không sao hết. Khi mà em vô thăm con, em ở trong phòng hồi sức á, thật sự là không vô thì nhớ, mà vô rồi thì rất là xót. Nằm dây rợ tới nói là kín người hết. Hình ảnh cũ nó lại hiện về. Dạ đúng rồi chị. Những cái vết thương nó chưa có lạnh. Sốt nằm mà người bé thì sưng lên, da không có được hồng hào như những bé bình thường, nó tái đi rồi sốt rồi rung, nằm rung rung rồi nè. Mà bác sĩ thì không có cho con tỉnh, gây mê con, tại vì sợ chỉ cho con tỉnh một chút xíu nào đó thôi là lại cho con thuốc an thần để con ngủ tiếp. Có một bé thì tỉnh sớm hơn là bé Diệu Nhi, bé em là tỉnh sớm hơn, bé khỏe hơn. Khi tỉnh dậy là giống như là đã qua cái giai đoạn đau nhiều rồi, là thấy hai bé cũng cười hết. Nhưng mà còn một bé là Trúc Nhi, là lúc đó bé chưa được tỉnh, vẫn còn nằm. Cái vết thương của bé bị nhiễm trùng suốt khoảng 1 tuần, là bác sĩ phải phẫu thuật lại cho con, phẫu thuật lại để mà làm những cái bước vệ sinh này kia để cho con không còn bị nhiễm trùng nữa. Sau cái cuộc mổ đó thì con khỏe lại. Khỏe lại là giống như bạn đó, em cũng không biết là như thế nào nữa. Nhưng mà bác sĩ hay ai đến đọc là không bao giờ mà con cười hay là con có phản ứng lại hết.
Nhưng mà mẹ bước vô cái là mặc dù người em mặc kín mít hết, đi vô đó là em phải mặc kín mà nhận ra mẹ. Trời ơi. Đúng rồi, chỉ có một bạn đó thôi. Còn bạn Diệu Nhi á, gặp ai con cũng cười hết. Còn cái bạn kia là mãi sau này á, con mới giống như là giống như chắc con ngủ lâu quá hay sao. Sau này á, rồi con mới có phản xạ lại. Bây giờ thì sức khỏe của hai con như thế nào? Hiện tại là hai con đã khỏe mạnh như những bé bình thường. Những bé bình thường 100% thì con khoảng 90%. Hôm nay là được bao nhiêu tuổi ta? 2 tuổi thôi. 2 tuổi hơn, tuổi rồi, hơn chị. Rồi đó. Đi đứng rồi đang nói, đang học nói. Đánh nhau. Đánh nhau. Chị đánh em thì bảo đau. Mẹ ơi con đau chỗ này nè, chị đánh đau lắm. Để mẹ xa giao tiếp mẹ đánh đít chị nha. Hôm sau cứ vậy đấy, mẹ ơi chị đánh con, mẹ đánh đít chị đi. Nhưng mà được cái hai bé ngoan lắm. Thôi thì có một cái lời nhắn nhủ, một cái lời gì đó em sẽ dành cho bất kỳ ai, thì em hãy nhìn vào máy của mình. Dạ, em muốn nhắn gửi đến ông bà nội ngoại. Con cảm ơn ba mẹ đã luôn bên con, ủng hộ và chăm sóc cho con và con của con. Đồng thời em cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã luôn dành những tình cảm từ vật chất đến tinh thần cho gia đình của em. Em chúc cho mọi người thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 21:15 trên kênh HTV9 vào thứ tư hàng tuần. Và dĩ nhiên là chương trình cũng sẽ luôn luôn được phát lại ở kênh YouTube MCV Media hoặc là cổng thông tin Net Love quý vị nha. Và bây giờ thì xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.